Xin chào tất cả các anh em nha. Video này hướng dẫn cho tất cả anh em tham gia một dự án AirDrop từ kết thúc vào ngày 10 tháng 10 nha tất cả anh em. Đây dự án này anh em làm nhanh mới liệt từ dự án Relay Coin đến từ một cái sàn giao dịch của Mỹ nha tất cả anh em. Đây thì mình dẫn anh em đăng ký nha. Giá hiện tại tốc cần anh em nhận được sẽ là tốc cần GLC, giá hiện tại đang là $1 cho một coin cho một tốc cần anh em. Đầu tiên Foot Name. Anh em đích chiếc phần link mô tả mình đăng ký một cái tài khoản nha. Foot Name anh em đăng ký tên anh nè, tên của tất cả anh em nha. Còn Interrand Name này thì anh em bỏ qua nha. Số điện thoại anh em nhập có không đủ số điện thoại bình thường mình gọi đây thì anh em nhập vào của mình địa chỉ Việt Nam, anh em sống nước nào thì nhập vào địa chỉ nước đó nha. Rồi thì anh em username là cái username đăng nhập anh em tự ghi nha. Rồi mật khẩu anh em nhập vào mật khẩu nè, từ 8 đến 20 ký tự có ký hiệu là qua đặc biệt các anh em, cái xác nhận mật khẩu cũng vậy luôn cho khớp nha tất cả anh em. Rồi anh em nhấp vào đây thì chức vụ anh em bỏ đại đi anh em, anh em chọn dòng đầu đi. Rồi anh em nhấp vào tôi chấp nhận điều khoản, anh em bấm vào register now anh em. Các anh em sau khi tất cả anh em bấm vào register now nó sẽ gửi về cho anh em một cái email, anh em lục trong tất cả hộp thư nó có một relycoin.usd nè nha, usd nha tất cả anh em. Chỗ này nè anh em bấm login vào nha, để mình login sau. Tạm chờ mình chút để mình đăng nhập anh em bấm vào. Rồi để chạy lót chút xíu. Rồi anh em bấm login. Sau khi nó ra một cái giao diện như vậy thì phan để mình vô gì thằng giao diện. Là tất cả anh em hiện tại là một token GLC bằng 1 USD nè. Đây timing. Đây sao chúng ghi mình pray là một token kỹ đó. Phan đây mình coi, mình lướt xuống mình coi thông tin nha tất cả anh em. AirDrop City ngày 10 tháng 2020 We have fin. Đây mình dịch cho tiếng Việt các bạn em. Chỗ này nó là chúng tôi vui mừng các bạn tham gia chương trình AirDrop này các bạn. Chúng tôi sẽ cộng số tiền vào tài khoản chính của tất cả các bạn. Thank you các bạn. Rồi để mình hướng dẫn các bạn KYC nha tất cả các bạn. Rồi các bạn nhấp vào qua chỗ gạch nè. Rồi các bạn bấm vào một thông tin của tôi nè. Rồi ơi dân ta. Rồi ở đây thì anh em bấm vào một KYC nè tất cả anh em. Anh em bấm vào mục update profile, anh em chỉnh sửa thông tin cá nhân của anh em đã nghe. Ở đây mình hướng dẫn tất cả anh em KYC. Không biết con này KYC thì rất là dễ nha tất cả anh em. Anh em chọn lên một cái bức ảnh giấy chứng minh nhân dân mặt trước và một giấy chứng minh nhân dân mặt sau và một bức sao nó có 2 tệp rồi ta, mà nó kêu mình chọn tới 3 tệp. Phan đang dịch qua tiếng Việt, anh em chờ anh chút nha. Không có tệp nào được chọn KYC. Tải lên mặt trước không có tệp nào nhận, không trở lại mặt trước. Kỹ ta sao nó có 2 tệp mà nó kêu mình tải 3 tệp ta. Để mình tải lên cho các bạn thử một tệp, các bạn chờ anh chút nữa các bạn. Thôi đi, các bạn tải lên mặt trước. Anh em tải lên một cái mặt trước có một cái bức ảnh một tải đối với cái C thì có phải có ngày hôm nay cả hai đều viết tay, anh chụp phải là ảnh đang bạn nhìn trực tiếp vào máy ảnh, ảnh không bị mờ không bị ló không được phản chiếu dài và cánh tay phải chở được nhìn thấy cả giấy dạy đi phải được cầm trên tay một cô gái chúng tôi có thể gắn vào nhau sắc kỳ. Một bức ảnh thứ nhất là tất cả anh em cầm một cái tờ giấy có ghi là chữ KYC Relycoin tất cả anh em đặt tựa này nghe tất cả anh em. Rồi ngày tháng năm gạch năm gạch tháng gạch ngày tất cả anh em KYC và một giấy chứng minh nhân dân mặt trước. Rồi bước thứ hai chỗ này anh em chọn vào một cái giấy chứng minh nhân dân mặt sau nghe tất cả anh em. Vậy video mình kết thúc nha tất cả anh em, mình sẽ cố gắng cập nhật một cái dự án mới này cho tất cả anh em. Đây một là dự án của một cái sàn giao dịch của thằng Mỹ thôi. Vậy mình kết thúc video tại đây nghe các bạn. Mình cũng cảm ơn tất cả các bạn đang xem video và ủng hộ mình nha các bạn.
Wow, tắt à.